Trong chuyến du lịch Thái Lan, tổng giám đốc tập đoàn Tư Thị, tên Kình Dạ, đã quen biết và yêu thương say đắm cô gái tên Ninh Vô Hối. Anh muốn cùng người yêu về nước tổ chức hôn lễ, rồi sinh hai em bé. Thế nhưng, sự thật trơ trêu, Vô Hối tiếp cận anh chỉ để lấy cắp mật mã. Dù vậy, tình yêu cô dành cho Kình Dạ không hề giả dối. 7 năm sau, hai chất nhỏ nhà họ Mộ là Bảo Bối và Tinh Tinh than vãn khi không ngóc đầu lên ở nhà trẻ được do mẹ vẫn chưa kiếm được bố. Người sinh ra hai đứa nhỏ chính là cháu gái của mộ gia, tên Vân Tình nghe mẹ bận hẹn hò, anh em bảo bối ngoan ngoãn chơi cùng quản gia trường. Trợ lý giám đốc tập đoàn Tư Thị, tên Trần Qua, tới đón mộ tiểu thư tới điểm hẹn. Bên này, chị em bảo bối thấy mẹ lâu về, liền đi tìm theo định vị trên đồng hồ của Vân Ca. Người hẹn mộ tiểu thư chính là Kình Dạ, sau 7 năm vất vả kiếm tìm, anh cuối cùng cũng gặp lại người mình yêu. Tuy nhiên, Vân Ca không quen biết anh, thấy cô lạnh lùng rời đi, Kình Dạ kéo người yêu vào lòng. Ninh Vô Hối, 7 năm qua, em không nhớ anh sao? Nghe cô phủ nhận quan hệ, Kinh Dạ kêu người chặn Vân Ca. Hai đứa trẻ bất ngờ đến tìm mẹ, còn nhận luôn Kinh Dạ làm bố, anh ngỡ ngàng, tưởng cô đã kết hôn. Vân Ca đính chính, mình không phải Ninh Vô Hối, tư tổng cũng không phải bố tụi nhỏ. Kinh Dạ chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đành thả mẹ con Vân Ca. Trần qua tới báo, Vân Ca mới về nước, là cháu gái ruột của ông chủ mộ gia. Tin tức khi cô ở nước ngoài đều bị ông chủ mộ phong tỏa. Kinh Dạ kêu trợ lý điều tra hai đứa nhỏ, có lẽ là con của anh. Sáng sớm, Kinh Dạ đã tới thăm nhà Vân Ca mặc kệ cô không mời anh tự nhiên bước vào nhà còn cố tình uống cốc nước của vân ca nhìn ảnh tụi nhỏ kinh dạ thắc mắc chúng là con mình sao anh thổ lộ không ngày nào ngừng nhớ về cô vô hối em đột nhiên biến mất khiến anh tìm kiếm suốt 7 năm vậy mà em nỡ quên hết tình yêu của hai ta sao để kiểm chứng thân phận kinh dạ vạch vai áo của vân ca tuy nhiên cô không có hình xăm con bướm của vô hối vân ca đòi báo cảnh sát nhưng bị kinh dạ ôm chặt đúng lúc anh em bảo bối về nhà tuổi nhỏ sung sướng vì sắp có bố tinh tinh nhanh nhỏ giới thiệu mẹ là thạc sĩ tốt nghiệp ở nước ngoài có nhà nhưng không có xe hiện đang độc thân vân ca mang căn cước chứng minh mình không phải ninh vô hối dù vậy kinh dạ vẫn khẳng định mình không nhận nhầm người bảo bối khuyên mẹ đừng cãi nhau sẽ không giải quyết được vấn đề kinh dạ thông báo anh đã thuê căn nhà ở ngay bên cạnh bảo bối sung sướng khi ngày nào cũng được gặp chú tư kinh dạ lén lấy cọng tóc của cô bé ra ngoài anh đưa cho trần qua đi giám định huyết thống đến thăm mộ lão gia kinh dạ dò hỏi về Vân Ca. Ông kể, cháu gái mình từng gặp sự cố nên mất sạch chỉ nhớ. Thấy Tư tổng tuổi trẻ tài cao, ông mộ muốn giới thiệu Vân Ca cho anh. Trùng hợp, mộ lão ra mở tiệc gia đình để chào đón cháu gái về nước. Ông tuyên bố, Vân Ca là người thừa kế toàn bộ tài sản của mình. Thậm chí, ông còn tặng căn nhà mừng cháu nội trở về. Con gái ông mộ vội ngăn cản bố. Tuy nhiên, ông đã quyết định chỉ thông báo cho mọi người một tiếng. Đợi ông đi, cháu ngoại tên Yên Nhi mỉa mai vân ca không chồng mà chửa còn huynh hoang đem tụi nhỏ ra khoe nghe cô ta sỉ nhục con mình vân ca thẳng tay trừng trị yên nhi tức giận hất nước về phía vân ca kinh dạ kịp thời che chở cho cô anh trách cô chẳng tiến bộ gì sau 7 năm trước mặt bao người tư tổng tuyên bố vân ca là người của mình anh kéo cô rời khỏi chốn đấu đá đúng lúc trần qua tới báo tụi nhỏ không phải con của kinh dạ xem lại những thước phim kỷ niệm kinh dạ hận vô hối không từ mà biệt anh càng hận bản thân mãi không thể từ bỏ cô. Mường tượng ra bóng hình của vô hối, kinh dạ chút hết mọi nhớ thương lên ảo giác của mình. Vô hối, dù em có ra sao, thì anh cũng không để em rời xa anh nữa. Sáng sớm, tụi nhỏ tiễn mẹ đi làm ở công ty mới. Tiện đường, tư tổng đến chào cô bạn hàng xóm. Nhìn hành vi bất lịch sự của Vân Ca, tinh tinh thay mẹ xin lỗi chú Tư. Bảo bối tốt bụng, đã chuẩn bị cho chú Tư một chiếc đồng hồ trẻ con để tiện liên lạc với mình. Đến nhận việc mới tại công ty MK, Vân Ca lại gặp kinh dạ. Anh cho biết, mình chính là chủ của công ty này vân ca khuyên anh đừng lãng phí thời gian với mình bởi bám lấy người giống bạn gái cũ cẩn thận sẽ động lòng với cô kinh dạ gọi trần qua làm thủ tục nhận chức cho vân ca nghe cô muốn tăng lương anh thăng chức lên làm giám đốc thiết kế vân ca đắc ý cố tình tạo dáng ngầu lòi giống tư tổng để chọc tức anh kinh dạ nén cơn giận chỉ cần giữ cô lại bên mình lễ nhận chức của vân ca được tổ chức ở quán bar để kéo gần khoảng cách với mọi người cô thoải mái cùng họ nhảy múa kinh dạ tới tham dự Bắt gặp ánh mắt khiến anh ngày nhớ đêm mong. Thấy Vân Ca trượt ngã, anh vội đỡ lấy cô. Họ vô tình chạm môi, khiến mọi người phải trầm trồ. Tư tổng ngại ngùng, vẫn không quên kéo Vân Ca rời đi. Bên này, giám đốc dự án của tập đoàn Tư Thị, tên Cố Hiểu, nhận ra nhân viên mới là Ninh Vô Hối. Cố Hiểu vốn là bạn lâu năm của Kình Dạ. 7 năm trước, cô từng gặp Vô Hối yêu đương nồng nhiệt với Kình Dạ. Cố Hiểu ghen tức, liền cho người âm thầm hãm hại Vô Hối. Thấy tình địch còn sống, cô ta tiếp tục tiết lộ vị trí của Vô Hối cho một người, tên Lục Kiều anh ta là thủ lĩnh của tổ chức Sura ở Thái Lan. Về nhà, kinh dạ lưu luyến ánh mắt của Vân Ca. Cái chạm nhẹ vào môi cô khiến lòng anh không thôi sao xuyến. Ninh vô hối, nếu em không muốn nhớ lại quá khứ, anh nguyện cùng em làm lại từ đầu. Nhân lúc mẹ trang điểm, tụi nhỏ ra sức nói tốt về chú Tư. Tinh tinh còn đặc biệt phân tích, chú Tư là đối tượng kết hôn tốt nhất. Độc thân 7 năm, luôn nỗ lực làm việc, không quên đi từ thiện định kỳ. Bảo bối thắc mắc, mẹ có thích chú Tư không? Bị ép trả lời, Vân Ca đành nói thích kinh dạ. Ai ngờ, tụi nhỏ đã cho anh nghe hết, Tư tổng vui vẻ cho phép Vân Ca nghỉ một ngày. Nghe mẹ yêu công việc, Tinh Tinh kêu chú Tư đưa đón Vân Ca đi làm. Xuống hầm để xe, Vân Ca bị một đám thanh niên vây quanh. Cô nhanh chóng khóa tay một người, bắt chúng khai ra kẻ đứng sau. Thì ra, Mộ Yên Nhi thuê chúng dạy cho Vân Ca một bài học. Kinh dạ bắt gặp, định anh hùng cứu mỹ nhân, nào ngờ Vân Ca đã đuổi hết bọn chúng. Kéo cô về nhà, kinh dạ chất vấn, Vân Ca nhớ lại được gì? bởi vô hối rất giỏi đánh đấm đúng lúc trần qua đưa chị em bảo bối về nhà cô bé thấy mẹ với chú tư đẹp đôi giống như trên tivi cãi nhau rồi ở bên nhau luôn kinh dạ dặn vân ca gặp nguy hiểm thì đừng manh động cô xin anh hứa đón mình đi làm thì tiện thể bảo vệ luôn đừng để cô bị kinh hãi Màn đấu khẩu của vân ca khiến kinh dạ không nói nên lời hẹn gặp vân ca cố hiểu xin cô hãy tránh xa kinh dạ cố hiểu kể mình và kinh dạ quen biết nhiều năm nên rất hiểu tính cách của anh cô ta cho rằng hai người không hợp nên mong vân ca tự trọng nghe cố hiểu nhận là vợ sắp cưới của kình dạ vân ca khuyên cô nên trao đổi với tư tổng bởi đó là chuyện tình cảm của hai người tan làm vân ca đưa hai con đi mua xe mới trùng hợp lại gặp bà cô yên nhi mỉa mai chị họ mới về nước được mấy ngày đã đem tình của ông đi tiêu xài bà cô nghe nói cháu gái ở nước ngoài rất túng thiếu bà ra vẻ dặn cháu nếu thiếu tiền thì cứ bảo mình ai ngờ vân ca liền xin cô cái xe còn kêu hai con mau cảm ơn mà nghe yên nhi vẫn tiếp tục chua ngoa vân ca nhắc đến chuyện cô ta sai người tấn công mình vân ca cảnh cáo nếu em họ không an phận thì chứng cứ sẽ được chuyển đến ông nội yên nhi tức giận đúng lúc kinh dạ đi tới thì ra bảo bối đã lén gọi điện cho chú tư đến cứu mẹ anh nhắc yên nhi nhớ lời cảnh cáo trước đây của mình thấy chú tư đuổi kẻ xấu tụi nhỏ hò reo gọi anh là bố tương lai vào văn phòng vân ca dặn bảo bối lần sau không được làm phiền chú tư tuy nhiên kinh dạ nhận mình cam tâm tình nguyện Nhân viên tới báo, một người theo đuổi Vân Ca đã tặng cô chiếc xe phiên bản giới hạn. Tinh Tinh đoán, đó là một trong số rất nhiều người theo đuổi mẹ. Bảo Bối khuyên chú Tư phải nhanh lên, vì mẹ rất được yêu thích. Nghe Vân Ca từ chối, Kinh Dạ mới nhẹ lòng. Tinh Tinh kêu mẹ nhận xe, bởi chiếc xe do mình mua bằng tiền tiết kiệm. Thấy Vân Ca lật mặt, vui vẻ nhận xe, Kinh Dạ liền nổi cơn ghen. Cô được nước lấn tới, khoe mình không những biết, còn rất thích người tặng xe. Kinh Dạ tức giận bỏ về, Bảo Bối đắc ý, vì thành công chọc ghen được chú Tư về công ty kinh dạ kêu trần qua điều tra người tặng xe cho vân ca đúng lúc mẹ anh tên đồng mạt lị tới bà than vãn mình mất cả buổi nghe ngóng mới biết kinh dạ đưa người phụ nữ có con đi mua xe nghe mẹ bắt đầu khóc lóc tư tổng xin mẹ ngừng diễn kịch bà đồng bắt con trai phải tới buổi xem mắt do mình sắp xếp Trùng hợp bảo bối gọi điện báo mẹ mình đi xe mắt theo yêu cầu của cụ mộ kinh dạ lập tức đồng ý với yêu cầu của mẹ bà đồng lén theo dõi con trai vô tình gặp anh em bảo bối nghe tụi nhỏ khen mình xinh đẹp bà vô cùng sung sướng. Thì ra, mục đích của kình dạ chính là đường đường chính chính quan sát buổi xem mắt của Vân Ca. Bên này, Vân Ca hóa trang sành điệu, giới thiệu mình từng xem mắt 800 lần, còn nuôi hai đứa nhỏ để tạo ấn tượng xấu trong mắt đối phương. Cô tiện chọc tức kình dạ nên kêu anh chàng đối diện Tô Son dưỡng cho mình. Tư tổng ghen tức, liền bắt trước Tô Son cho cô gái xem mắt. Kết quả, vẻ đẹp của cô ấy khiến anh giật mình. Anh em bảo bối chạy đến, giới thiệu kình dạ là bố mình. Tiễn được một đối tượng xem mắt, tư tổng đưa hai con, đi giải quyết nốt phiền phức còn lại. Anh nhận Vân Ca là vợ mình, rồi kéo cô đi. Về nhà kinh dạ, Vân Ca bắt hai con xin lỗi anh. Thế nhưng, bảo bối chỉ muốn chú Tư làm bố mình, kinh dạ kêu tụi nhỏ, xuống dưới chơi game. Vân Ca nghi ngờ đạo đức của Tư Tổng khi anh có vợ sắp cưới, còn thương nhớ người yêu cũ, giờ lại đi xem mắt. Nghe kinh dạ thắc mắc, Vân Ca cho biết chính miệng cố hiểu nhận là vợ sắp cưới của anh. Kinh dạ nỗ lực thanh minh, nhưng Vân Ca chẳng mấy quan tâm. Cô nhờ anh trông tụi nhỏ, để mình tới quán bar bàn về dự án thiết kế cảnh tú viên tư tổng vui vẻ đồng ý với điều kiện cô phải gỡ bộ tóc giả tới quán bar 21 độ cô hiểu giới thiệu vân ca với sếp lưu là giám đốc dự án cảnh tú viên cô ta xin phép vào nhà vệ sinh dặn vân ca phải tiếp đãi sếp lưu chú đáo trong lúc đó kinh dạ vẫn hết mình chơi với tụi nhỏ nhưng anh không biết nấu nướng khiến chúng rất đói bụng thấy vân ca không trả lời tin nhắn cũng không nghe máy kinh dạ kêu trần qua tới trông trẻ để anh đi tìm mẹ tụi nhỏ. Bên này, Vân Ca phát hiện trong rượu có vấn đề, liền cố gắng tháo chạy. Đúng lúc Kình Dạ đi tới, cô liền xà vào lòng anh. Trước kích thích khiến Vân Ca không thể kiềm chế trước vẻ đẹp của Tư Tổng. Anh hỏi cô, có biết mình là ai không? Nghe Vân Ca gọi tên mình, Kình Dạ liền bế cô lên phòng. Anh biết cô bị bỏ thuốc, nhưng biết bao nhớ thương trong anh đang sụp sôi trước sự quyến rũ của Vân Ca. Anh nhắc cô nhớ, mình tên là Tư Kình Dạ. Đã lên giường của anh, thì không bao giờ chạy thoát được nữa. Thấy Vân Ca vẫn cố chấp đến bên mình, Kinh Dạ không thể kìm lòng mà quấn lấy cô. Sáng sớm, Kinh Dạ bị con mèo làm giật mình. Nhìn Vân Ca ăn mặc chỉnh tề, anh nghi ngờ cô định ăn xong, dọn dẹp sạch sẽ rồi trở mặt như chưa từng quen. Vân Ca nghĩ, Tư tổng là người trưởng thành, chắc không tính toán chút lỗi lầm nhỏ đêm qua. Nghe cô muốn chuyển phí dịch vụ cho mình, Kinh Dạ tức giận, chê kỹ thuật của Vân Ca tầm thường. Anh định ngủ tiếp, nhưng tụi nhỏ sắp về, Kinh Dạ đành quấn chăn, đi mặc quần áo đợi vân ca xuống bảo bối ủng hộ mẹ đưa chú tư về nhà tuy nhiên vân ca phải để kình dạ làm bố cô bé bảo bối quyết định sẽ chi chín tệ cho mẹ đến cục dân chính đăng ký kết hôn với chú tư thấy hai con yêu thích kình dạ vân ca đồng ý xem xét biểu hiện của anh tới công ty tư tổng đặc biệt mặc chiếc áo màu hường còn cười mãi không thôi thấy trợ lý anh vội bật chế độ lạnh lùng nghe trần qua báo vân ca đã tới làm việc tư tổng muốn tự xuống tìm cô dưới phòng thiết kế vân ca chất vấn cố hiểu tại sao ngầm bỏ thuốc vào rượu cố hiểu một mực phủ nhận còn vinh váo tuyên bố đây là địa bàn của mình vân ca tạt nước vào mặt cố hiểu để dạy cho cô ta một bài học kinh dạ đi tới bắt cố hiểu xin lỗi vân ca cố hiểu trách anh vì một người mới mà không phân biệt phải trái không muốn nghe họ đôi co vân ca nhờ tư tổng xử lý ổn thỏa việc riêng của anh đừng ảnh hưởng đến cô kinh dạ đồng ý không truy cứu chuyện tối qua tuy nhiên tình bạn giữa anh và cố hiểu coi như kết thúc nếu cô còn dám tổn thương vân ca thì anh tuyệt đối không nương tay. Hơn nữa, anh không muốn nghe bất cứ tin đồn nhảm nào về mối quan hệ của chúng ta. Tan làm, Vân Ca đưa hai con đến khu vui chơi, một chú gấu dâu mang hộp quà đi tới. Vân Ca bốc thăm được phần quà, chiêm ngưỡng gương mặt thật của gấu dâu. Anh ta chúc mừng Vân Ca dành thêm được một con thú nhồi bông có camera giám sát thông minh. Nhìn vẻ mặt đáng ngờ của anh ta, Vân Ca liền trả lại phần quà rồi đưa hai con đi. Tại tư thị, Trần Qua cuối cùng cũng điều tra ra mật mã năm xưa của tập đoàn, bị tổ chức tên sarah đánh cắp thủ lĩnh của chúng hiện đang ở trong nước về nhà tư tổng đem quà đến thăm tụi nhỏ hàng xóm vân ca cảm ơn anh đã kịp thời cứu mình ở quán bar nhìn cách đối xử của kinh dạ với bọn trẻ vân ca cho rằng anh nhất định sẽ là người bố tốt cô thổ lộ ban đầu nghĩ anh rất phiền phức nhưng bây giờ thấy anh là một người hàng xóm không tệ cô nâng ly xí xóa hết những chuyện không vui trước đây với anh trong bầu không khí nên thơ vân ca không kìm được mà uống hơi nhiều kinh dạ ngăn cô lại dùng nụ hôn của mình thay thế cho rượu mạnh. Tụi nhỏ bắt gặp mẹ tình cảm với chú Tư, liền hét thật lớn. Vân Ca vội đính chính với hai con, bỏ lại Tư tổng cười ngây ngốc một mình. Bên này, cô hiểu gặp lại thủ lĩnh Sara tên Lục Kiêu. Anh ta trách cô, 7 năm vẫn chưa có được tư kình dạ. Cô hiểu kể công năm xưa, cô ta đã lấy cắp mật mã, giúp Lục Kiêu chiếm đoạt chục triệu tệ của tập đoàn Tư thị. Thì ra, 7 năm trước, Vô Hối chỉ đưa mật mã giả cho Lục Kiêu. Sau đó, cô hiểu đã giao ra mật mã thật. Cô ta không quan tâm Tư thị, chỉ cần kinh dạ thuộc về mình cố hiểu nhắc nhở nếu lục kiêu yêu thầm vô hối thì đừng để cô ấy tiếp tục ở bên kinh dạ hai ta hợp tác đưa mọi chuyện trở về đúng vị trí do tình yêu đang thăng hoa kinh dạ hạnh phúc thả hồn vào điệu nhảy ai ngờ vân ca đứng ngoài cửa đang gào thét tên anh cô xin tư tổng giữ trật tự để mình ngủ bù vì chút phải tới bến tàu đến tối vân ca tới điểm hẹn với yên nhi cô ta trách chị họ trở về cướp hết tài sản mộ ra trong tay mình Yên Nhi gọi hai tên lưu manh, ném Vân Ca xuống làm mồi cho cá. Trong lúc đó, kinh dạ chưa thấy Vân Ca về, nhớ cô nói đi ra bến tàu. Anh lo Vân Ca gặp nguy hiểm, bởi vô hối trước đây rất sợ nước. Trước khi rơi xuống biển, Vân Ca nhờ anh đẹp trai cầm túi giúp mình. Cô lại gần, giựt tóc mái giả của em họ. Yên Nhi bị ám ảnh hói mái nên không còn để tâm đến chuyện hại người. Gặp Vân Ca, kinh dạ chất vấn, tại sao cô sợ nước mà vẫn chạy đến bến tàu. Vân Ca tức giận khi anh vẫn coi mình là ninh vô hối kinh dạ cho rằng vân ca mất trí nhớ nên mới quên mình là vô hối cô khẳng định mình là cháu nội mộ gia tên vân ca cô không muốn gặp anh cũng không muốn nghe cái tên vô hối nữa đằng xa cố hiểu đã nghe thấy mọi chuyện cô ta cam phẫn khi kinh dạ vẫn lưu luyến vô hối thì ra năm xưa cố hiểu đã giấu lục kiêu gây tai nạn hại vô hối hôm sau cố hiểu bắt vân ca sửa lại toàn bộ phương án thiết kế vân ca cho rằng cố hiểu hao tâm tổn sức nhưng không chiếm được kinh dạ lại quay ra mượn cớ công việc để làm khó cô. Cố hiểu khuyên Vân Ca đừng mạnh miệng khi cô cũng chỉ là món hàng nhái của kinh dạ. Vân Ca phì cười, mỉa mai cố hiểu còn không bằng hàng nhái. Tan làm, Vân Ca gặp trời mưa to, Lục Kiêu bất ngờ đi tới. Cô nhận ra, anh chính là người mặc trang phục gấu dâu ở khu vui chơi. Lục Kiêu xin lỗi đã thất lễ, vì hôm đó, công ty game của mình tổ chức hoạt động trải nghiệm. Anh tặng Vân Ca chiếc ô tránh mưa. Sau 7 năm, anh cuối cùng cũng được nhìn lại nụ cười mà mình thầm thương trộm nhớ. Mỗi ngày, Vân Ca tan làm và đi làm, đều nhìn vào nhà của Kinh Dạ, nhưng đều không thấy anh. Thì ra, Kinh Dạ quay lại Thái Lan để hiểu rõ trái tim mình hơn. Dù anh biết, Vân Ca có thể không phải vô hối, nhưng vẫn bất giác nhớ đến cô. Anh gọi điện hỏi thăm tụi nhỏ, bảo bối nhắc chú Tư mau về, không thì mẹ sẽ bị người khác cướp mất. Tới nhà hàng, Trần Qua báo, vẫn chưa điều tra được tung tích của thủ lĩnh tổ chức Sarah. Đúng lúc, Kinh Dạ nhận được điện thoại của bảo bối. Nghe cô bé sót mẹ gầy đi vì nhớ chú Tư, Kinh Dạ kêu trợ lý, hủy hẹn với đối tác rồi đặt vé về nước sớm nhất vừa xuống sân bay tư tổng liền đến tìm vân ca nhưng không ai mở cửa anh em bảo bối lén ra ngoài cho biết mẹ giận chú tư không từ mà biệt nên không cho kình dạ vào nhà đúng lúc trần qua nhận được tin tổ chức sara đã vào thành phố giang được sự giúp đỡ của tụi nhỏ kình dạ lẻn được vào phòng ngủ của vân ca để chọc tức anh cô khoe chiếc ô của một anh chàng soái ca tặng mình anh ta còn là người tặng xe cao giáo đẹp trai hơn tư tổng kinh dạ giận run người bỏ về Hôm sau, mẹ Kinh Dạ bất ngờ đến nhà Vân Ca, đúng lúc gặp tụi nhỏ chơi ở ngoài vườn. Tinh Tinh nói thẳng, dù bà xinh đẹp bỏ ra 5 triệu tệ thì cậu bé cũng không cho chú tư rời xa mẹ, bởi một người bố đáng quý hơn đồng tiền. Bà Đồng tiết lộ, mình đã theo dõi mẹ con Vân Ca được một thời gian. Tuy nhiên, mẹ tụi nhỏ có vẻ không thích Kinh Dạ lắm. Thay vì chia cắt để con ế cả đời, bà muốn cùng tụi nhỏ tác hợp mối lương duyên này. Thấy ông chủ phiền não vì tình, Trần Qua thắc mắc, Tư tổng thích Vân Ca, vì cô ấy giống vô hồi sao? Kinh Dạ phủ nhận, bởi anh thực sự rung động trước con người thật của Vân ca. Đúng lúc, bà Đồng vào thăm con, bà mang ảnh hồi nhỏ của Kinh Dạ với Tinh Tinh, trùng hợp hai chú cháu giống nhau y đúc. Bà cảm giác tụi nhỏ chính là cháu mình, nên sẽ ủng hộ Kinh Dạ đến với Vân ca. Nghe con thở dài, bà Đồng dục Kinh Dạ mau hành động, kẻo đến 80 tuổi, bà vẫn chưa tặng được mấy căn nhà ở Bắc Kinh và Thượng Hải. Bà bắt con trai dành chút thời gian buổi tối để nói chuyện nghiêm túc với mình. Đợi Vân ca tan làm, kinh dạ tới xin lỗi cô anh thừa nhận mình không nên thăm dò vân ca hết lần này đến lần khác tự coi như đã giải quyết xong mâu thuẫn tư tổng ép vân ca cùng tan làm trên xe kinh dạ chia sẻ anh biết vân ca không phải vô hối cũng không hy vọng cô là vô hối anh nghĩ bản thân đang ghen với gã tặng xe và ô cho vân ca kinh dạ bất ngờ tăng tốc đưa cô đi đổi xe mới nhìn phía trước có xe sang đường anh vội đạp phanh nhưng không được may mắn cả hai chỉ bị thương nhẹ kinh dạ đoán nhất định có người rời trò với phanh xe để an toàn anh dặn vân ca đừng rời khỏi tầm mắt của mình mộ vân ca anh thích em anh thích con người của em không phải vì giống ai khác anh cũng yêu tụi nhỏ như con của mình trước lời thổ lộ ấp úng nhưng chân thành vân ca thay câu trả lời bằng một nụ hôn ngọt ngào đợi con trai về nhà bà đồng lo lắng cho vết thương của kình dạ anh vội trấn an mẹ vì vân ca đứng ngay phía sau bà đồng thay đổi thái độ cho rằng nam tử bị thương để bảo vệ bạn gái là điều nên làm thế nhưng bà thắc mắc hai đứa đã phát triển đến giai đoạn nào. Vân Ca chỉ nhận, mình và Kinh Dạ vẫn đang tìm hiểu nhau. Đúng lúc, tụi nhỏ đến chơi với bà, trước con mắt ngỡ ngàng của hai bố mẹ. Nhân tiện có tất cả mọi người, Kinh Dạ khẳng định mình rất nghiêm túc với Vân Ca. Bà đồng biết ý, đưa tụi nhỏ đi mua sắm. Trong không gian chỉ còn hai người, cặp đôi mới yêu ngại ngùng chưa biết nói gì. Trần Qua bất ngờ vào báo, camera ghi hình ở bãi đỗ xe bị xóa. Tư tổng nhắc khéo trợ lý, lần sau có việc gì thì có thể báo mộng cho mình biết mình làm hỏng chuyện tốt của ông chủ trần qua vội cáo tử nhìn ánh mắt xe đắm của kinh dạ vân ca gửi anh một nụ hôn gió cô xin phép về nhà để chuẩn bị bữa tối cho tụi nhỏ trên sofa tư tổng một mình cười hạnh phúc hạnh cố hiểu đến quán bar kinh dạ cho cô ta cơ hội chuyển công tác tới chi nhánh ở nước ngoài anh biết cố hiểu đã rửa trò với phanh xe của vân ca cô ta thanh minh chỉ muốn cho vân ca bài học để cô ấy rời xa kinh dạ anh đuổi cố hiểu lập tức rời khỏi tầm mắt mình tại trung tâm thương mại bà đồng sắm đủ bộ ngũ kim cho con dâu tương lai. Cảm thấy chưa đủ, bà muốn vác cả quán về cho Vân Ca. Tới gặp Lục Kiêu, cố hiểu báo, đã gửi hết số liệu của tư thị cho anh. Lục Kiêu lại gần, cảnh cáo cô ta, đừng động vào người mình yêu. Nếu Vân Ca có mệnh hệ gì, thì người ra đi sẽ là cố hiểu. Tan làm về nhà, tư tổng giả vờ bệnh tật để nhờ bạn gái qua chăm sóc. Thấy Vân Ca, anh kêu thân thể mềm nhũn, còn trái tim rất đau. Để trị bệnh, anh muốn liều thuốc, giống như tối hôm cô say rượu. Vân Ca xin tư tổng đừng diễn nữa, Kinh Dạ khẳng định, mình rất nghiêm túc với cô. Hơn nữa, hai ta đã gặp phụ huynh, còn có con rồi, anh muốn mau chóng kết hôn với Vân Ca. Cô cho rằng, dục tốc bất đạt, tư tổng cần nỗ lực hơn mới được. Đến Bắc Kinh công tác, Vân Ca gặp lại Lục Kiều. Anh ta xin cô nể mặt mà đi ăn tối với mình. Bên này, Tinh Tinh thấy ủng cho gương mặt đẹp trai của chú tư, mãi chưa cua đổ được mẹ mình, để giúp chú tư, bảo bối liệt kê hết những điều mẹ thích và không thích. Kinh Dạ nhân cơ hội do hỏi về người đàn ông tặng xe cho Vân Ca. Tinh Tinh tiết lộ, mình biết lập trình kiếm tiền nên đã mua xe cho mẹ. Bảo bối đoán, anh trai được thừa hưởng tài năng của bố ruột. Nhưng dù ông ấy xuất hiện thì cô bé vẫn ủng hộ chú Tư. Bởi, bảo bối nghĩ, bố ruột là gã tệ bạc nên không đi tìm mẹ. Tụi nhỏ đều mong chú Tư mau chóng kết hôn với mẹ. Chúng khuyên kình dạ tới Bắc Kinh vì mẹ đang rất cần một đấng nam nhi bên cạnh. Trong lúc đó, Lục Kiêu ngỏ ý theo đuổi Vân Ca. Cô từ chối vì trong lòng đã có kình dạ. Vân Ca thổ lộ, ban đầu chỉ thấy anh ấy rất phiền phức. Sau thời gian tiếp xúc, cô nhận ra, Kinh Dạ rất chân thành, còn vô cùng trách nhiệm. Đúng lúc, Kinh Dạ gọi điện cho Vân Ca, nghe cô nói đang bận hẹn hò, anh quyết tìm bạn gái bằng được. Ai ngờ, Vân Ca ở ngay trước mắt Kinh Dạ. Gặp Tư Tổng, Lục Kiêu giới thiệu, mình là người theo đuổi Vân Ca. Kinh Dạ chào tình địch, anh tự tin, mình nắm phần thắng cao hơn Lục Kiêu, anh nắm tay, kéo Vân Ca đi. Đưa cô tới thủy cung, Tư Tổng nghiêm túc bày tỏ nỗi lòng. Mộ Vân Ca, mật khẩu điện thoại và thẻ ngân hàng của anh đều là sinh nhật em. Ngoài tư thị, anh còn hơn chục công ty đầu tư mạo hiểm. Do đã có bảo bối và tinh tinh nên kết hôn xong, việc sinh thêm con do em quyết định. Lấy anh nhé, Vân Ca. Tư kình dạ, em đồng ý. Họ hạnh phúc, trao nhau nụ hôn đầy mật ngọt. Bên này, bà Đồng đắc ý vì cuối cùng cũng có người thừa kế bộ sưu tập đá quý của mình. Bà còn lãi được hai đứa cháu đáng yêu, đủ nếp đủ tẻ nghe tin vân ca sắp kết hôn với kình dạ lục kiêu cam phẫn quyết không để họ toại nguyện đến lễ thành hôn hai bên thông gia bắt đầu cuộc chiến so tài của hồi môn bà đồng khoe mình đem tòa nhà ở trung tâm thành phố làm lễ vật ông mộ quyết định dùng số đất mới mua làm của hồi môn cho vân ca dù tụi nhỏ rất thích bà đồng nhưng có máu mủ với cụ mộ cuối cùng vì hạnh phúc của hai con họ gạt bỏ hết hơn thua trở thành hai kẻ mạnh bắt tay nhau lén đến gặp cô dâu tư tổng xin vợ mở cửa để anh được ngắm cô trước người khác. Đúng lúc, Trần Qua gọi tư tổng, tôi khớp thoại với mục sư. Vân ca lộng lẫy trong tà váy cưới, tiến lên lễ đường. Kinh dạ hạnh phúc, nhìn ngắm cô dâu của mình. Lục kiêu bất ngờ xuất hiện, mặc kệ kinh dạ tiễn khách, anh ta vẫn tiến về phía Vân ca. Ghé sát vào tai cô, Lục kiêu cho biết tinh tinh đang nằm trong tay mình. Vân ca chợt nhớ lại hình ảnh của Lục kiêu trong quá khứ. Kinh dạ vội chạy đến bên Vân ca, thế nhưng cô chỉ để lại hai chữ, đợi em, rồi đuổi theo Lục kiêu. Anh đau đớn vì sau 7 năm, cô vẫn rời xa mình. Trần Qua Báo không tìm thấy Tinh Tinh, kinh dạ vội chạy khắp nơi tìm cậu bé. Đợi Vân Ca tới, Lục Kiêu bắt cô phải đánh bại đám côn đồ trước mặt. Vân Ca bị dồn ép, liền bộc lộ kỹ năng đánh đấm, Lục Kiêu cho biết, từng chiêu thức của cô đều do anh dạy. Lục Kiêu đẩy Vân Ca, khiến cô đập đầu vào tấm sắt. Trong phút chốc, tất cả ký ức của Ninh Vô Hối chợt hiện về, Vân Ca choáng váng nên ngất lịm. Bên này, kinh dạ về nhà tìm mẹ con Vân Ca. May mắn Cậu bé Tinh Tinh đã được trả về an toàn. Vân Ca tỉnh dậy, liền hốt hoảng tìm con trai. Lục Kiêu cho biết, mình đã đưa cậu bé về nhà. Anh ta tự trách, 7 năm trước đã cho cô tiếp cận kình dạ, nếu cô đã khôi phục trí nhớ thì phải theo anh ta về Thái Lan. Vân Ca khẳng định, tất cả những chuyện trong quá khứ đều đã kết thúc, hiện tại cô chỉ là mộ Vân Ca. Lục Kiêu tiết lộ, mình sẽ mau chóng xử lý kình dạ, sau đó, anh sẽ đưa cô tới một nơi ngập tràn ánh nắng. Nghe Vân Ca muốn bảo vệ kình dạ, Lục Kiêu nhắc cô nhớ, anh ta chỉ là một nhiệm vụ. Cô tiếp cận Kình Dạ để đánh cắp mật mã của Tư thị. Thế nhưng, cô lại nỡ đem lòng yêu anh, nên dùng mật mã giả lừa Lục Kiêu để đổi lấy sự tự do. Sau khi nhớ lại tất cả, Vân Ca khẳng định, người mình yêu từ đầu chí cuối chỉ có Kình Dạ. Lục Kiêu điên cuồng, cầu xin cô ở lại bên mình. Thấy Vân Ca vẫn u mê, Lục Kiêu tuyên bố, cô chỉ có thể phục tùng mình. Lục Kiêu, anh vốn không hiểu tình yêu là gì. Từ 7 năm trước, hai chúng ta đã chưa bắt đầu tình cảm. Hiện tại tôi tên là mộ vân ca về nhà gặp kình dạ vân ca xin lỗi vì làm hỏng hôn lễ kình dạ em chính là ninh vô hối trước đây anh từng hỏi em tụi nhỏ là con của ai em nhận nuôi bảo bối ở nước ngoài còn tinh tinh là con trai ruột của anh năm đó em bị bắt cóc ở thái lan để báo đáp ơn cứu mạng của lục kiêu em nghe theo mệnh lệnh của anh ta lấy tên vô hối để tiếp cận anh đánh cắp mật mã của tư thị em vốn đã từ bỏ kế hoạch vì chót yêu anh nhưng lục kiêu muốn hại anh nên em phải dùng mật mã giả ứng phó trên đường quay về giải thích với anh, em bất ngờ gặp tai nạn giao thông. Sự thú nhận của Vân ca khiến trái tim Kình Dạ hỗn loạn, anh cần thời gian để bình tĩnh lại. Về nhà, Kình Dạ nhớ lại những khoảnh khắc hạnh phúc bên Vô Hối, thế nhưng cô lại nói, tất cả đều là giả dối. Ninh Vô Hối, 7 năm trước anh đã yêu em, 7 năm sau, em là mộ Vân ca, anh lại yêu em lần nữa, em lừa anh hết lần này đến lần khác. Phải chăng hai ta được định sẵn chỉ có thể làm người dưng ngược lối? Bên này tụi nhỏ đến bên mẹ, Tinh Tinh đã biết, chú Tư thực sự là bố ruột của mình. Đến công ty, Trần Qua báo, tổ chức Sara liên tục loan tin đồn thất thiệt về Tư Thị. Đúng lúc, Kinh Dạ phát hiện, rất nhiều tài khoản ảo nước ngoài đang mua bán phi pháp cổ phiếu của tập đoàn. Anh đoán, kẻ đang sau muốn ủy ban điều tiết ngân hàng tiến hành điều tra sẽ đóng băng tài khoản của Tư Thị. Tư tổng kêu Trần Qua âm thầm điều tra cố hiểu. Đợi Kinh Dạ về, bà đồng khuyên con trai mau làm lành với Vân Ca. Bà giả vừa nói Vân Ca bị ốm, mà kinh dạ đã sốt sắng bà nhắc con nhớ đến dự sinh nhật của tinh tinh nghĩ kinh dạ không đến vân ca dỗ dành hai con nhưng tụi nhỏ vẫn muốn đợi bố cuối cùng kinh dạ cũng không làm chúng thất vọng bảo bối hy vọng bố mẹ mau làm lành rồi nhanh chóng kết hôn còn điều ước sinh nhật của tinh tinh là bố mẹ đầu bạc răng long bảo bối hỏi thẳng bố còn yêu mẹ không kinh dạ cho rằng dù bố mẹ không sống cùng nhau nhưng chúng ta mãi là người một nhà tinh tinh thắc mắc tại sao bố muốn ở bên mẹ mà nhất định phải chia tay Bảo bối khuyên bố, phải hỏi trái tim của chính mình. Kinh Dạ đánh lạc hướng, cùng tụi nhỏ ăn mừng sinh nhật. Gặp riêng Kinh Dạ, Vân Ca cảm ơn anh đã đến dự sinh nhật. Kinh Dạ cho biết, hai hôm nữa anh sẽ chuyển đi. Vân Ca mong anh sẽ không vì lỗi lầm của cô mà mất niềm tin vào tình yêu. Cô hy vọng anh được hạnh phúc, thấy cô quay người rời đi, Kinh Dạ chợt rơi nước mắt. Anh thầm hỏi, "Mộ Vân Ca, sĩ diện thật sự quan trọng vậy sao? Đến cuối cùng, em chưa từng nghĩ sẽ giữ anh lại." Bên này, Lục Kiêu nghe tin kinh dạ không mắc bẫy mà bắt tay với cảnh sát tra ra đường dây buôn lậu của tổ chức sara trước khi ra nước ngoài lánh nạn anh muốn đón cô dâu của mình về xuống hầm để xe vân ca chuẩn bị đi đón con ở nhà ông nội lục kiêu bất ngờ xuất hiện dùng thuốc mê khiến cô ngất lịm trong lúc đó trần qua điều tra ra kẻ đánh cắp mật mã và gây tai nạn cho vân ca chính là cố hiểu biết kinh dạ báo cảnh sát tới bắt mình cố hiểu gọi điện lần cuối cho anh trong vô vọng nhìn ông chủ ngày ngày chờ điện thoại trần qua dục tư tổng muốn thì mau đến bên Vân Ca. Kinh Dạ kêu Trần Qua, thử gọi điện cho cô ấy. Thấy Trần Qua không liên lạc được, Tư tổng liền gọi cho Vân Ca, nhưng không ai bắt máy. Anh hỏi mẹ, thì bà báo tụi nhỏ ở chỗ mình mà chưa thấy Vân Ca tới đón. Kinh Dạ chợt bất an, liền chạy đi tìm cô. Vân Ca tỉnh dậy, thấy mình đang ở trong nhà thờ với Lục Kiêu. Anh ta cho biết, mình vẫn đang nỗ lực học cách yêu thương Vân Ca. Cô nói thẳng, trước đây, mình không biết thế nào là yêu. Chỉ đến khi gặp Kinh Dạ, sự phản bội anh đã khiến trái tim cô tê dại. Cô cảm ơn vụ tai nạn đã khiến mình quên đi những ký ức đau khổ để bắt đầu lại với Kình Dạ. Lục Kiêu chất vấn tại sao người bị cô lãng quên lại là anh. Vân Ca khẳng định Lục Kiêu mãi mãi không thể cho được thứ mà Kình Dạ đem đến cho cô. Tất cả hành động của anh chỉ để thỏa mãn lòng chiếm hữu biến thái. Lục Kiêu vẫn cố chấp cưới bằng được Vân Ca. Anh ta điên cuồng trùng khăn voan cho cô dâu còn tự đọc lời thề nguyện. Mặc kệ Vân Ca không đồng ý, Lục Kiêu cố tình cưỡng ép cô. Tư tổng bất ngờ đi trực thăng tới giải cứu Vân Ca. Anh nói qua micro rằng: "Vợ ơi, anh tới đón em về nhà." Vân Ca vứt bỏ tất cả, một lòng chạy đến bên Kình Dạ. Lục Kiêu chết lặng, nhìn cô lần nữa phản bội mình. Anh ta kiên quyết không để Kình Dạ cướp đi người phụ nữ của mình. Kình Dạ gắng hết sức chạy về phía Vân Ca, nhưng vẫn chậm hơn viên đạn của Lục Kiêu. Ôm chặt Vân Ca vào lòng, anh xin cô đừng rời xa mình. "Kình Dạ, em xin lỗi vì ban đầu đã lừa anh. Thế nhưng, mọi lời nói và hành động của em với anh lại chưa từng giả dối." Vân ca, đừng rời xa anh, dù em là vô hối hay Vân ca, anh cũng không oán trách em. Nếu em dám ra đi, anh mới không tha thứ cho em. Cảnh sát ập tới bắt giữ Lục Kiêu, xe cấp cứu kịp thời đến đưa Vân ca đi. Ba tháng sau, kinh dạ u buồn khi Vân ca vẫn hôn mê bất tỉnh. Tụi nhỏ bất ngờ gọi bố, lên xem mẹ tỉnh lại. Trong phút chốc, cảm xúc dâng trào khiến kinh dạ không nói nên lời. Anh chạy lên, ôm chặt lấy người mình yêu. Nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc Vân ca, anh cảm ơn cô đã không rời xa mình tụi nhỏ đến bên bố mẹ, cuối cùng chúng cũng có một gia đình hoàn chỉnh. Trên bãi cỏ xanh mướt, gia đình tư tổng hạnh phúc vui chơi. Câu chuyện tình yêu dù bắt đầu từ lời nói dối nhưng lại kết thúc viên mãn. Tư tổng cuối cùng cũng tìm được vợ, còn lãi được hai đứa con đáng yêu.